Vụ tai nạn giữa ba ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vào chiều ngày 7 tháng 3 khiến giao thông ủng ứ kéo dài hơn 10 km. Ô tô tải biển số Tiền Giang do tài xế Võ Duy Thanh quê Đồng Tháp điều khiển chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn km 17 900 thuộc địa bàn xã Thanh Phú, huyện Biển Lức, tỉnh Long An, thì tông vào phía sau ô tô 7 chỗ do tài xế Trần Xuân Thiện, ngụ Cần Thơ điều khiển, chạy phía trước cú tông mạnh khiến ô tô bảy chỗ lao tới tông vào phía sau xe bồn do tài xế Trần Thanh Danh, ngụ tỉnh Đồng Tháp điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người trên ô tô bảy chỗ bị thương nhẹ. Ô tô bảy chỗ hư hỏng nặng phần đầu và phần sau xe bẹp dúm, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Sau va chạm, các phương tiện nằm làng một, phương tiện di chuyển chậm qua làng 2 và làng khẩn cấp, gây ủng ứ kéo dài 10 km. Lực lượng chức năng phải có mặt để điều tiết giao thông và phải mất khoảng hơn 2 giờ hiện trường mới được giải tỏa.